mà những người đi ăn xin ăn mài ở đó, quý vị có thấy có vô đó lấy ăn được đâu, không có ăn được. Hồi xưa bà về đó thì linh hiển lắm, mấy năm trước dữ lắm, sau này đâu có đi nữa. Quý vị nghĩ đi, nó lợi dụng. Cho nên mấy thầy tu nào mà về cái vùng mà An Giang đó, An Giang là cái vùng cũng là thánh quốc đó, cũng là thánh địa đó, nhưng mà về bây giờ thì không còn nữa. Nó bắt mấy cái người đi bộ hành giống như thầy Thích Minh Tuệ, nó bắt hết. Tại vì mấy người đi vậy là lộ ra hết, là lộ cái mật cơ rồi. Chúng nó là không có còn ăn được chùa chiền, giờ không còn ai đi nữa hết. Rồi bây giờ tụi nó, bây giờ cái vùng bảy núi An Giang, hễ cái chỗ nào làm ăn được nó xây chùa dữ lắm quý vị. Xây chùa nhiều lắm, bây giờ xây cho nhiều đi, rồi chuẩn bị đập nè. Trong tương lai sắp tới, thời mạt pháp tới thì chùa sẽ đập rất là nhiều, và thầy chùa sẽ lộ bằng cơ rất là nhiều. Những cái thằng ăn càng nói vẹt, đó là gọi là, cái đó là gì quý vị? Gọi là khẩu nghiệp hả? Gọi là khẩu nghiệp không? Hay là quả báo? Cái đó gọi là quả báo. Ăn xin vào chùa, ăn xin không có cho đâu. Tại vì sao? Tôi kể cho quý vị nè, tại sao mà đi vô thầy chùa mà họ không cho? Nó không cho mình. Ngứa quá. Tại sao nó không cho mình? Nên nó không cho mình lý do. Tại vì cái thằng thầy chùa với cái người ăn mài là cùng một tổ. Thầy chùa nè, ca sĩ nè, ăn mài nè, là một tổ. Một tổ ăn mài hết. Thành thử nó không có cho. Mà vô ăn nó cũng không cho. Tôi nói vậy thôi, không biết có đúng không. Ăn xin ăn mài mà hở cái nó tự bi. Trời ơi, thầy trong này được lắm á. Mấy má chim mồi ghê lắm. Mấy má ngàn, tôi nói thật với cô với chú, mấy má chim mồi dữ dội lắm. Đi vô bán chim, phóng sanh, bán rùa, bán rắn. Đi xuống Châu Đốc 2, ở cái vùng quận 7 đây, đường đi qua Cần Giờ, quý vị thấy Châu Đốc 2. Châu Đốc cũng có Châu Đốc 1, rồi Châu Đốc 2, rồi Châu Đốc 3, Châu Đốc 4, Thủ Đức. Tôi không biết tại vì, quý vị biết sao không? Trời ơi, có nhiều châu như vậy đó mới kiếm tiền nhiều. Tưởng cái gì mà làm được là mấy ba làm hết. Đó, rồi bắt đầu con chim, con ruộng rắn. Chị ơi chị, chim mua rùa phóng sinh chị. Tôi nói, thì mắc mớ gì bắt làm chi. Rồi kêu tôi mua phóng sanh thì thả nó đi. Kêu mình mua phóng sanh. Quý vị thấy không? Thấy nó có một cái điều nó rất là sai. Nhưng ở đây ở mà bán là ngặt nổi, nó bán trước cổng chùa. Mà tôi hỏi nếu mà mấy cái thằng thầy chùa mà nó tử tế, nó đàng hoàng, nó không có cho làm vậy. Đúng không quý vị? Không, không nên bán cái này, không nên làm cái này. Không có nên, tất cả con rắn con rùa đi, tại sao nó không vô, nó kêu ông thầy nó đi ra mua đi. Nó không vô kêu ông chủ trì đi ra mua để là thả, mà nó kêu chúng sanh mua. Thì quý vị thấy nó có ăn chia với nhau không? Nó ăn chia nhau không? Một cái con bán, một cái thằng bán ở đó đó nha, là quý vị nghĩ đi. Mỗi một bà, mỗi một ông đó là ăn chia cho chùa, hay là phải đóng thuế gì ở chùa đó, đó. Nó có vậy. Ở ngoài mua bó bông có nhiêu tiền quý vị? Ở ngoài mua bó bông 25-30 ngàn, bông đẹp 35 ngàn, đẹp nữa 45, đúng không? Còn đẹp nữa mà bông đẹp nữa thì 100 mấy, mà vô đó nó bán một bó bông 200-300 ngàn, còn mấy chục ngàn, 70-80 ngàn, cả 100 ngàn cái bông cúc. Mà bông đó nói thật với quý vị ha, nhiều khi chừng tháng nó cúng ở trong chùa đó, bông mà bá tánh mà đà na tính thí mà cúng đó, cúng xong bông nào mới nó dẹt ra nó bán cho mấy con đó, nó bán cho mấy con đó nó bán lại. Đó, nó bán lại. Cho nên cái nơi mà nó không tôn nghiêm, cái nơi nó phức tạp, cái nơi lừa đảo nhất là ngay cửa chùa. Còn một cái địa ngục mà nó lớn nhất mà chúng sanh chưa thấy được, nó cũng ở ngay cái cửa chùa, chứ không ở đâu hết trơn á. Đó là cái địa ngục đó, nó ngay cửa chùa đó. Nó bạo tàn bạo ác lắm. Đó vậy đó. Bây giờ nếu mà anh là một cái thầy tu đi, anh bước ra đường anh làm bộ đó, mấy ba làm bộ đó thấy con cá, con rắn, con rùa không có giúp, cho mày mắc lưới chích mẹ mày luôn, kệ cho chúng sanh bắt đi, bắt về bán đem tiền cúng dường cho cao thì hết cội. Vậy đó. Ở ngoài đó nhiều tu lắm, có chèo kéo một mình ghê lắm. Nó chèo kéo. Bây giờ thí dụ như vậy đó thì thôi, bây giờ đừng có bán mấy con này nữa, thả đi. Tự nhiên kêu chúng sanh mua cái đó bắt đi, thả đi, phóng sanh đi, tốt. Tốt cái con mẹ gì mà tốt. Không có tốt. Chừng nào ví dụ như vậy nè, vô tình mình đi đâu á, con cá nó bay lên bờ, hay là con rắn con rùa này đi dướng lưới dướng nạn gì đó, rồi mình gã bẫy nó ra, mình giải thoát nó, đó gọi là phóng sanh. Đúng không? Giả giới gian ác ở cửa chùa đó. Anh hỏi em cái này, nó đặt ra chuyện tâm linh để cầu kéo người dân thiếu hiểu biết, tưởng
Linh thật, đúng rồi. Tại vì tất cả mọi thứ đó, cái người dân của mình, tức là cái người dân tộc Việt Nam của mình, họ luôn luôn họ bị mê tín. Họ mê tín và họ luôn luôn muốn biết trước cái định mệnh mình như thế nào. Thì mới có nè, có thầy bói nè. Rồi có ông này, có thầy bói mới có được mấy thằng cha đó đó. Mấy thầy chùa. Tôi hỏi quý vị, mấy ông thầy chùa là mấy ông mang cái bầu thai mẹ, ông mang 9 tháng 10 ngày đẻ. Mình cũng vậy, cũng 9 tháng 10 ngày đẻ. Mà mình nhiều khi mấy ông mà đẻ dễ hơn mình nữa, thì cũng là phàm phu tục tử thôi. Tự nhiên đi mua bức tượng, bức tượng Phật, ông địa, ông thần tài, mua Phật, Bồ Tát, Quan Tam đi vô đó cho mấy ông đó khai khẩu. Ô uế không? Tôi hỏi quý vị, chứ Phật nào mà để cho mấy thằng đó khai khẩu? Mà Phật mà không khai khẩu nó là mai rồi. Đi khai khẩu đó, cái thời mạt pháp đó, nó không có đúng, nó không có đúng cái chuẩn mực của một con người. Đó là những cái điều nó xạo, nó láo mà người ta không tin. Công ty trách nhiệm hữu hạn rồi bắt đầu vô nó làm tượng Phật, nó làm hình Phật, tự dưng cái người ta đi đem cái Phật, thí dụ như các con nhớ nha, Phật các con đi tới mà các con không có có thờ nữa thì đem tới cho thầy, thầy để đây cho thầy, tưởng được tưởng đồng sao. Đi tới đó cái người này không được á, xài đi, người ta bỏ nè, ta giàu quá ta bỏ, tưởng ra đi cúng dường ngược lại cho thầy. Thỉnh, thỉnh mà đi lấy tiền, mà thỉnh cái gì? Bán thì nói mẹ bán đi. Thí dụ như tôi có tiền tôi đi mua Bồ Tát vậy, tôi dâng lên, tôi thờ, tôi cung kính, tôi đi mua mà. Mình bỏ tiền đó mình mua mà, tự nhiên cũng ma mị thỉnh. Có cái chị nói rất ok, nhưng có cái chị nói lố quá. Cái lố là cái nào? Hồng Vũ nó kể với Phật vượt biển 16 lần chưa? Nó chưa kể, nó vượt biển là 16 lần đó. Mấy thằng mà nó nói nó yêu nước đó, nó yêu nước đâu, gọi là chùa bây giờ là gọi là công ty Vinh Rúp, công ty Vinh Rúp đó, công ty Vinh Rúp nó nhiều lắm mấy vị, nhiều cơ sở, chùa cũng nhiều cơ sở, nó không có ba nào mà có một chùa. Cái ông này, ví dụ như ông này, cha thích chân tính đi, cha tu chỉ có đâu có nhiều đâu, có 30 cơ sở chứ nhiều. Chị chào em trai phố núi, chỉ có 30 cơ sở chứ nhiều. Còn chùa Giác Ngộ bao nhiêu cơ sở thì quý vị nghĩ đi. Cái thằng này nó nhiều thì mình phải nhiều hơn nó, đúng không? Nó nhiều hơn nó, nó phải nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. Giống như cha thích Quyền Diệu, nó phải nhiều hơn đó. Ủa tu chi nhiều vậy? Mà trong khi khuyên chúng sanh bá tánh, thôi đừng có tham. Mình mà trời ơi, mình giàu để làm gì mà mình nhiều nhà nhiều tiền vậy, sao này con cháu mình phải cúng cho nó. Xin lỗi quý vị nha, Phật mà ông tái thế lên đi, ông hiện hồn lên đây đi, họ đứng dậy đi, ông đứng dậy ông nói đi, ông đứng dậy ông nói là ông muốn cái này cái nọ để chúng sanh dâng hết. Còn đây ông đâu có muốn giống như Ngài Thích Minh Tuệ, quý vị thấy không? Ngài Thích Minh Tuệ đó, bây giờ chúng sanh đặt ra cái vấn đề năn nỉ ổng coi, thầy muốn chỗ nào, thầy muốn chỗ nào thầy chỉ đi, tớ kẻ thì hiến đất, người thì dâng cái này dâng cái nọ dâng cái kia, mà thầy đâu có muốn. Tại vì thầy không muốn là vì lý do gì? Thầy nghĩ là mình, thầy từ bỏ rồi, thầy đâu có còn cái con đường gì nữa đâu mà thầy ở lại đó để làm gì. Còn các ông các bà thì tu ngồi tu đứng, thì người ta đâu tu đi, thì gọi là mấy tu đi mới gọi là đi tu. Còn mấy ông tu ngồi là mấy ông để hưởng thụ, hưởng gọi là tu hưởng đó. Tu hưởng đó là mấy thằng nào là cái thằng khổ. Người ta tu đi nhưng người ta tính ra người ta không khổ. Tại vì sao? Người ta buông hết, buông là không khổ. Còn mấy ông kêu người ta buông đi, buông đi. Hồi bữa cái bà đó mượn tôi 20 ngàn, tôi đâu có đòi đâu, là tôi buông. Thầy dạy vậy nha, thầy dạy vậy chứ không phải là buông. Còn ai lại mà cúng càng nhiều tiền là càng có phước nhiều, để quý vị thấy không? Mà lâu quá không có nghe cái thằng kia nó lên nó ra rã nữa quý vị hả. Không có chùa nào có Phật ở đó cả. Đúng, chính xác. Anh này giỏi nè, anh Hoàng Hải giỏi nè. Nếu ở ngoài tôi ôm tôi hôn anh cái liền, anh nói đúng á. Không có Phật nào ở trong chùa hết trơn. Ông Phật ông đã đi rừng, đi rú, ông đi ở ngoài chứ ai mà Phật nào mà ngồi để hưởng thụ ngồi trong chùa. Tu đạo thì tốt lắm, tu đạo. Cái ông này, sao mà anh này nói kỳ, cục kẹo ghê luôn. Chào chị Bình Yên. Chùa thầy chùa kinh tế không có một số Phật tử không biết vô cùng cúng tiền cho nhiều. Đúng, đúng rồi, mấy má đi vô chùa thể hiện là mình là người có tu, mà tu thì nấy mặt người nào nấy như hổ báo cáo trồn. Tu mà đi ngang cái người ta chạy xe ngang hắt lên miếng dơ cáo, chạy xe có đó hả, thấy chúng đâu đẹp thấy chưa, biết tụi mặc bộ đồ này đi đâu mua bao nhiêu tiền không, tụi mặc bộ đồ này biết tụi mua bao nhiêu tiền không để tôi đi chùa đó.
Đó, quý vị thấy không? Đó, giờ tu là vậy đó. Tu là vậy đó. Biết mua cái áo này như tiền không? Mua cái bộ đồ này là vô chùa tu mà giờ chạy ngang rồi dính dính sình dính đất là ôi ba chửi người ta. Đó vậy đó quý vị. Gửi cho màn hình cho em cả nhà yêu, gửi cho màn hình cả nhà mình thấy như. Phật ở trong tâm. Phật thì nói chung là trong tâm hà, trong thật Phật ở trong trí của mình. Hãy ta tu là ta có trí. Hãy mà cái người mất trí là họ không có tu. Em kể chính xác. Ừ, đúng rồi đó, mấy bà Phật tử đó nha. Còn đi vô chùa. Thầy coi nè thầy. Con đi vô chùa sáng con mua đồ đẹp lắm nè thầy. Tự nhiên cái thằng chó đẻ mất dạy nó chạy ngang dính cái áo con dơ vậy nè, thầy thấy không? Cái thằng đó hôi con. Cái thằng đó thấy nào cũng nghiệp cũng vật nó. Nó chạy xe lát xe không đụng nè, thấy không? Nó thầy dạy vậy đó. Hello chị, chào kỳ duyên xinh đẹp của tôi. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ăn á thì cái gì cũng ăn trên ngồi trước. Phật nói, cái gì cũng nói Phật nói. Phật có bao giờ kêu mình con người mình chơi cho nhiều vô đi không? Để nó có cái tần suất như vậy, không có bệnh thận không? Chỉ có anh Phật sống thích từ từ là kêu thôi nha. Tôi hỏi quý vị nè, tu mà kêu người ta vậy nè. Nhớ nghe. Thích từ từ là ai? Là Phật sống á. Ông đó là quỷ sống cho Phật sống gì? Ông là thuộc diện quỷ sống. Quý vị thấy Ngài Thích Minh Tuệ không bao giờ Ngài nói là Ngài là ai cả. Không bao giờ Ngài tự xưng Ngài. Mà trong khi hàng triệu, hàng triệu, hàng triệu người họ đến với Thầy, Thầy cũng không cảm thấy một cái sự nao núng mà là một cái vấn đề gì. Học theo Thầy đó mà để tiến hóa. Mấy giáo chủ thờ mẹ Quan Âm Bồ Tát, tối đọc mấy câu kinh bình an, cầu đi chùa. Ừ. Tôi nói thật với quý vị nè, nếu mà các anh chị muốn bình an đó, các anh chị phải giữ đúng trong cái giới luật là các anh chị bình an mỗi ngày. Cái giới luật là gì? Cái điều thứ nhất là đừng tham lam. Cái tham lam của mình không có là mình giữ được cái hạnh của mình rồi, đúng không? Đừng có tà dâm, trong đầu đừng có nghĩ tà dâm, đừng có gặp nhỏ đó, trời nhỏ này chắc chơi đã lắm nha. Nhỏ này lên giường chắc chỗ chơi chắc đã sướng lắm. Nhỏ này chắc nó làm tình vậy đó. Cái đầu đừng nghĩ vậy, đúng không? Là giữ cái giới luật đó rồi. Giữ cái giới luật đó là ok. Rồi tài rượu bia, đừng uống rượu bia. Giống như Thích Minh Tuệ, Ngài Thích Minh Tuệ nói là đừng uống rượu bia. Bởi vì khi quý vị mà nghe được những cái lời nói của Ngài Thích Minh Tuệ đó, nó thấm đó. Nó thấm nhừng trong cái đầu của mình. Rượu bia mình uống, tại vì cái kích thích mà, khi cái kích thích nó uống vào trong cái cơ thể con người mình, bắt đầu mình mơ hồ. Nhỏ đó đẹp xấu gì không biết đó. Rồi hãy mình nhìn thấy nó đẹp là bắt đầu mình muốn lên giường với nó đó. Đúng không? Trộm cắp, tà dâm mấy cái đó không bao. Nhưng mà quan trọng là cái đừng có tham lam. Là tà dâm là mấy ông trở thành Phật rồi. Ông giữ được giới luật thôi, tự nhiên con người mình được cái sự gia hộ trì. Tại vì người mình đừng có mê gái. Con người mình đừng có mê gái thì chắc chắn một điều tôi nói thật với mấy ông đó. Mấy ông đi đâu người ta cũng để mấy ông hết trơn. Cái điều thứ nhất, cái người phụ nữ của chúng tôi giống như tôi bây giờ, hãy tôi nhìn cái như tôi bây giờ, hãy tôi nhìn cái ông đó đó, ông không mê tôi, ông không mê gái là tôi mê ông đó. Mà cái ông đó gặp tôi mà ông mê tôi là tôi dứt khoát tôi không mê ông đó. Tại vì ông mê tôi được thì ông mê người khác được, mà ông đừng có mê ai chân mà tôi lại mê ông. Cái kiểu nói vậy đó quý vị, cái kiểu nói vậy đó. Còn mình á, cái người phụ nữ nói vậy đó, gọi là mình đừng có nhìn họ thì họ sẽ nhìn mình. Đừng nhìn họ, mình đừng có nói, mình đừng nói nhiều mà mình ít nói thì mình thực hiện thì bao nhiêu người họ nể mình, họ trọng mình, thì đâu có cần chi mình phải tu. Cái tu nó cơ bản, mình không biết cơ bản căn cơ nó gọi là nắm đủ giới luật, đủ một giới hai giới nhưng mà phải nắm đủ cái giới đó thôi thì mình đã trở thành được ai. Thành Phật nó dễ mà, nhưng quan trọng mình có làm được hay không thôi. Muốn ai đó, bởi vì mấy ông nói là thấy thầy Thích Minh Tuệ nó trời ơi tưởng gì đi dạy ẹt, tưởng nó gì dạy ẹt, tưởng gì ba cái quỷ này giờ dạy ẹt, tôi học quá hết rồi. Nhưng mà cái quan trọng không thực hiện được, không thực hành được, dễ lắm. Nhưng mà những cái dễ nó không ai làm được. Nó ngộ cái chỗ đó đâu quý vị, ngộ lắm. Ăn thì ăn cho nhiều, trời ơi tưởng chuyện gì nhịn ăn dạy ẹt, nhịn một ngày cái đói ban ngày á. Ăn sợ người ta thấy, ăn ban đêm giữa đêm vô cái kiếm gì lục lục lộ lạ bỏ bốc hốt. Bởi vì mấy ba, cái ba mất hạnh đó, cái ba mất hạnh đó, nó nói là Ngài Thích Minh Tuệ đi tu mà đi ăn tầm bậy tầm bạ đó, nửa đêm để đồ vô đó, bánh kẹo bánh trái.
Mình nghĩ như vậy là mình là như vậy, mình mới nghĩ người ta vậy. Chứ thật sự ra người ta đâu có đâu. Bao nhiêu người họ đi họ cũng chứng kiến vậy. Vậy mà cho nên mấy ông là mấy ông chưa đủ cái tầm và chưa đủ cái đẳng cấp đó, hiểu chưa? Chưa đủ cái đầm tầm đó, cho nên cái gì cũng dễ ẹt hết trơn. Trời ơi, tưởng đâu gì cái chân tôi đi mười mấy năm vậy ẹt luôn. Mấy ông mới đi, mấy ông đi có mười mấy năm sao bằng tôi đi cả cuộc đời. Tôi có bốn rồi đâu, tôi có 12 tháng là tôi đi rồi, đi vô đi ra, đi vô đi ị đó. Mấy chân tôi đâu có mòn. Hồi giờ tôi ít khi để ý chị like xem, nay tự nhiên tôi lu bu không rảnh để lướt qua thì chợt nghe tất cả. À, cảm ơn chị nha. Em gái ơi, chị nghe em nói mà chị cảm nhận được tuyệt lắm những gì em nói. Em cảm ơn chị Châu Tú, cảm ơn tất cả các anh chị. Em chào anh Hải Anh nha. Dạ, cảm ơn. Cái đây là mình nói vậy, có nhiều người nói là tôi nói là để thể hiện mục đích gì. Các anh chị nghĩ tôi như thế nào cũng được chứ. Nghĩ thể hiện mục đích, hiểu biết mục đích, vô học mục đích gì cũng được hết trơn á. Tôi quan trọng là tôi là người thích nói đúng theo cái tên của tôi thôi mà, đúng không? Còn các anh chị thích, các anh chị cứ nghe, ủng hộ không nghe thôi. Tại vì cuộc sống mà, căn cơ của mỗi con người mỗi khác, căn duyên mỗi con người mỗi khác, cách ăn nói của mỗi con người nó khác, cách hành pháp mỗi con người nó khác. Còn cái chuyện yêu thích mỗi con người nó khác. Ví dụ các anh thích cái gu của tôi, các anh thích tôi, các chị thích tôi, các anh chị không thích cái gu của tôi nói, các anh thích người khác. Đó là cái kiểu nó nhiều thứ lắm quý vị, nó trộn lộn lại. Cho nên cái xã hội này, cho nên mình bao gồm đây gọi là một cái xã hội. Còn có nhiều người nói ai làm nấy chịu, tôi ghét nhất là cái từ đó. Nếu mà các anh các chị cứ nói ai làm nấy chịu thì cái xã hội này giống con người sống họ vô cảm hết cả. Anh làm anh chịu kệ em. Gia đình anh có bị người ta hại, có bị giết hại, có bị hại, có bị bọn thầy chùa nó làm điều gì cũng kệ anh. Kệ mấy chị. Là chuyện ai làm nấy chịu, đúng không? Các anh chị không cần cái chúng tôi thì chúng tôi có cần để nói điều gì. Cho nên tôi nói đây tôi không phải tôi nói giùm cho ai hết cả, mà tôi nói cho tôi nói cho con tôi nói cho cháu tôi nói cho thế hệ của tôi nó được hiểu, chứ tôi không phải tôi nói giùm cho ai hết cả. Mình nói chuyện mình đâu có cần nói giùm cho ai, quý vị, mình nói cho mình. Quan sát thầy ra Thái Bình Dương. Nhìn nhân lên tiếng xin lỗi thầy Thính Minh. Trời ơi các anh các chị ơi, nó đã muộn rồi. Bây giờ cái lời xin lỗi đó nó vô giá trị rồi. Nó không có giá trị nữa. Nó vô hiệu hóa. Quên nó vô giá trị. Cái lời xin lỗi nó vô hiệu hóa. Nó không còn có giá trị nữa. Ôi, xin lỗi để làm gì? Báo giác ngộ làm gì? Tỉnh này tu mà có báo giác ngộ nữa. Truyền thông giác ngộ tu không cần thiết, ai làm gì kệ mẹ người ta, mình làm đúng mình là được rồi. Nhớ đó như ngài Thích Minh Tuệ đó không, bên ngoài sao cũng được hết trơn, mà tôi tu ngồi cứ rảnh rỗi lo măng miết dọc được điện thoại rồi đi lên online. Tôi nói thật quý vị, số hotline số này đó kia giờ cúng dường cúng chiếu. Các anh chị ơi, giờ từ trước giờ có nhiêu đó cứ tự lấy ra mà ăn đi, ăn hết rồi giờ đi lệnh nhận lấy cái hậu quả thôi. Hay khuyên người ta là hậu này quả kia kia nọ, nhưng mà cuối cùng cái quả của mình, cái hậu của mình gánh chưa? Gánh đi nha, cứ gánh. Cảm ơn tất cả các anh các chị rất là nhiều đã follow lại cho em nha. Em đã bị đập nhiều lắm, quý vị thấy không? Thấy ngài Thích Tâm Phúc ngày hôm nay như thế nào rồi? Ông Thích Tâm Phúc, tôi thật sự ra tôi không có nói là tôi ngưỡng mộ, nhưng mà tôi thích cái cách của ông. Con người ông rất là có cái kiến thức, mà khi ông đã hùng biện, cái cách hùng biện của ông nè cũng có được cái tri thức nè, và cái cách của ông mà đáp trả là những lời nói cực gắt, phải nói là rất là hay. Cho nên cái ở đây ông ta rất là bất mãn trong cái giáo hội Phật giáo từ cái thời ông Lê Tùng Vân. Cho nên ngày hôm nay ông Thích Tâm Phúc, quý vị thấy không, cái lời nói thật á, cho nên ông được cái sự hộ pháp của tất cả chúng sanh. Cái lời nói thật, tại vì hồi cái thời điểm á, khi mình nói thật cái lời nói của mình, thời điểm nó chưa ai tin đâu. Tại vì người ta